của chú anh chị nha. Ngày hôm nay đó quý vị, Nhã đi xem một cái giải thi câu cá với nhau. Đó, với cái giải thưởng là họ nói 500 triệu đồng. Một cái giải thưởng rất là lớn luôn ha. Đó quý vị xem nè. Ngay chỗ này là ở tỉnh Long An. Nó có một cái nơi gọi là quán ăn gia đình Hoàng Tân. Đó, rồi có cà phê, tiệc liên hoan sự kiện. Nhưng mà một cái sự kiện lớn nhất của họ đó, họ tổ chức hàng tháng là cái sự kiện câu cá thi với nhau đó quý vị. Ai mà có con cá lớn nhất ha sẽ nhận cái giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng là 500 triệu đồng. Ok, đó quý vị thấy không? Đó, ngay cái cổng nè, họ để là hồ câu cá giải trí Hoàng Tân. Ok, rồi bây giờ theo chân Nhã đi qua câu cá đó quý vị. Nó nằm ở ngay cầu Cần Đước nha, cầu Cần Đước tỉnh Long An. Nè, đây là cái không khí xung quanh đây nè. Nó ở ngoài quý vị có thể nhìn thấy ha, xe quá chừng xe luôn đó. Đó, ở trong đó đó quý vị, nó có khoảng đâu gần 200 người đi câu cá ha, thi với nhau. Đó, quý vị xem nè, nó cảnh đi vào trong. Ồ, không khí nữa quý vị, xung quanh đây ha. Xe cộ từ nhiều tỉnh thành khác nhau á, họ xuống đây để mà thi đấu ha. Mà một người vô thi đó quý vị, họ phải đóng với cái lệ phí là 5 triệu đồng. Đó, một cái cần câu cá ha. Đó, xe ở Sài Gòn nè, 51G47994 đó. Đó, quý vị thấy không? Ở Sài Gòn xuống thi đấu với nhau rất là nhiều luôn. Vào đa số là đại gia Sài Gòn xuống. Quý vị thấy không? Xe hơi đậu khắp chốn đó, ha. Ồ, vui quá chừng vui. Hoành tráng dữ ta. Công nhận từ nhỏ tới giờ nhỏ chưa thấy cái sự kiện nào mà hoành tráng vậy đó quý vị. Ồ, ở đây có chiếc xe 69 ở Cà Mau lên á. Nó xe Ford ha, của đại gia đó. Wow, quá đã luôn. Nó phía trong mà cái chòi á, có cái máy ngang là cái nơi mà gần cái hồ câu cá thi đấu với nhau á. Ok, rồi bây giờ cùng vào trong ha. Đây là cái cảnh người câu cá chuẩn bị mồi ha. Nó mồi để mồi câu đó quý vị. Ồ, ở đây nè, nó có cái gì đây? Cái đen đen là gì anh? Cám. À, cám hồ. Còn bên đây là bánh mì hả? Bánh mì chắc cũng làm tốt luôn. Đây là chả cá đây. À, chả cá. Ủa, trong ba loại này cá nó thích ăn cái nào hơn? Chả cá là hút nhất đúng không? Mồi là người ta cho mình thoải mái hả? Lựa món nào cũng được hả? Dạ. À, dạ, anh chế. À, wow. Cái chiêu á, cái chiêu riêng á. Dạ. Không ai giống ai hết. Ngày hôm nay anh dự định anh lấy cái giải bao nhiêu? Nhất tiếng hay là nhất ngày luôn? À, phải chơi cao nhất chứ hả? Ước mơ là phải ước mơ cái cao nhất chứ. Dạ. Dính liên tục. Đó, đây là cái cảnh ha. Ok. Ồ, đây là cái cảnh mà dính cá nữa vậy. Đó. Những cái người câu cá ha, gọi là cần thủ. Nó đang kéo con cá lên, cá nó chắc bự lắm nè. Rồi, về xem nha. Cận cảnh ha. Cá về chín chủ rồi. Wow. Đó, bự ghê luôn đó rồi. Người ta đang chụp con cá lên á. Ôi rồi ôi. Dẫn lên kia, dẫn lên kia. Cá vô nó dưới luôn. Rồi ra đây. Bự quá. Nên người ta đang tháo ra đến một cân. Cháu này 4 cám đi. Wow. Cháu là cám đi anh đọt. Tụi lưng nghe. Nè, anh cu đẻ anh cắt anh cu giờ anh đó đen. Này, cắt nào. Này. Cắt luôn á. Cắt nào. Thôi, không phải không được đâu. Cắt rồi á. Nó quá căng thẳng ha. Không khí thi đấu diễn ra rất là căng thẳng.
Nó không thấy xung quanh nữa vậy. Ôi. Hồ xung quanh đây ha, rất là rộng lớn luôn. Đây là cái khuôn viên của hồ cá Hoàng Tân, nó cái nơi mà đang thi đấu cái giải cá đó quý vị. Ai mà có câu được con cá nặng nhất ha thì sẽ được cái giải thưởng là 120 triệu đồng. Nó vị nhìn xem nè, wow, xung quanh đây ha, và nó là quá tuyệt vời luôn á. Hồ dưới đây họ nuôi cá dự trữ nữa quý vị ơi, để mà cái hồ ở trong đó mà nó ít cá ha thì sẽ thả ở trong đây vào đó, để cá lúc nào nó cũng tươi và nó tạo cái không khí đó quý vị, để cho họ câu cá. Wow, rất là đông phượt thủ, cần thủ ha, gọi là cần thủ. Nó còn ở đây có một cái nhà, nó giống như kiểu mà nhà hàng bằng lá vậy đó quý vị. Thì ai mà mệt á vô đây ngồi nghỉ ha, người thân gia đình của những cái người mà thi đấu giải câu cá với nhau á có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi ha. Nó khung cảnh ở trong đây nè quý vị thấy thơ mộng không, ở ngoài kia thì thi đấu cá ha, căng thẳng với nhau để giành cái giải giá trị rất là giá trị luôn, 120 triệu đồng. Nó còn nhiều giải khác nữa. Ở trong đây thì có hình ảnh ha, một cái chú bé cởi con trâu ở dưới quê nhìn rất là thú vị. Đó, còn đây là cái khuôn viên của hồ câu cá Hoàng Tân. Họ cũng kiêm luôn là máy nước đá đó vậy. Nhà máy sản xuất nước đá ha, cung cấp cho cái khu vực này. Ok. Rồi cùng đi xung quanh với Nhã nha. Đó, đây là cái cảnh xung quanh hồ cá Hoàng Tân nữa vậy. Đó, họ có xây ha nhiều cái nhà bằng ngói nè, rất là lịch sự luôn, cho những cái đại gia đó, những là câu cá ha, ngồi trong những cái chòi như thế này. Hoành tráng thì chứ. Ở đây có rất là nhiều cần câu ha. Wow, đang thi đấu với nhau đó vậy. Đó vậy thấy không? Hoành tráng ha. Cái chương trình đó thì họ diễn ra một tháng, họ tổ chức một lần từ 4 giờ sáng ha cho đến khoảng 4 giờ chiều là họ trao giải. Đó vậy thấy không? Quá vui ha. Nó còn trong đây trong những cái nhà máy ngói như thế này. Gia đình ha, đi đi chơi rồi câu cá thi đấu với nhau luôn, khá là vui. Đó vậy nhìn thấy không, một cái hồ ha khá là lớn, nó chứa được khoảng gần 200 cần thủ thi đấu với nhau đó vậy. Đó vậy nhìn thấy khu viên nè, quá là lý tưởng ha. Đó, một cái hồ rộng lớn. Cái hồ này có tên là hồ cá Hoàng Tân. Rồi quý vị nhìn nè, canh một anh cần thủ ha đang kéo cá lên, nó cá dính rồi đó. Wow, à trật rồi quý vị ơi, con cá đã bị sảy ha. À, nhưng mà cũng còn rất là nhiều cần thủ khác. Wow. Là 132 các 10 ký 8 số. Ồ,
Đó vậy thấy không, một cái anh mà đội nón lá đó đang kéo con cá rất là to vào ha, để xem coi con cá này á nó có vượt qua cái mốc là 12 ký mấy không đó. Theo nhã quan sát thì con cá này cũng có thể là nó được khoảng 12 ký ha. Để xem thử coi người ta cân sau đó thì cái số ký chính xác là bao nhiêu ha. Các vị biết không là nếu mà trong cái tiếng đầu tiên á, mà cái người nào câu được con cá nặng nhất á, thì có thể được cái giải 7-8 triệu đồng ha, mà phát luôn á. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều đã dõi theo video của Nhã nha.